Hello, mình xin chào tất cả mọi người. Sáng hôm nay thì một cái ngày nắng rất là đẹp mọi người. Hôm bữa giờ trời âm u, sáng nay thì nắng đẹp cho nên là mình mang hết chim ra mình phơi mấy con chim của mình. Và còn mấy con mình phơi ở đằng sau nhà nữa. Nói chung thì được cái sự quan tâm của rất là nhiều anh em, mình cũng cảm thấy rất là vui. Thì hôm bữa giờ nhiều anh em nhắn tin nhiều lắm, bình luận nhiều lắm nhưng mà mình không trả lời kịp mọi người. Tại vì mọi người cũng thông cảm nha, mình có tới hai kênh YouTube. Một kênh là Quốc Hà Tân, một kênh là Quốc Đặng Channel. Thành thử ra là bình luận một ngày khá là nhiều, cũng không thể nào mà trả lời hết nổi. Mình xem, mình đọc xong rồi mình thả tim. Rồi có những cái bình luận mà lúc mình rảnh rảnh á thì mình trả lời. Rồi ngồi những cái thời gian đó ra thì mình còn quay video rồi lên ý tưởng để mà làm video, thành ra nó cũng hơi bận mọi người. Cho nên là anh em mọi người có những cái vấn đề gì mà quan tâm á, cần ấy á, thì cứ kết bạn Facebook với mình. Tại vì Facebook mình để ở cái phần mô tả của video á. Đó, thì kết bạn Facebook có thể là gọi nói chuyện giao lưu chim cò. Chứ còn mà trả lời mình cũng không trả lời kịp mọi người, nhiều quá mình trả lời không nổi. Đó cho nên anh em mọi người cũng thông cảm, đừng có giận nha mọi người. Thì sáng hôm nay mình làm một cái video giải quyết một vấn đề thôi. Chim chào màu tại sao nó phá cám, nó gấp cám, nó dục hay là nó bư cám. Đó thì trước khi mà mình giải quyết cái vấn đề ấy, thì mình phải tìm hiểu cái nguyên nhân trước mọi người. Thì như cái con người mình đi, con người mình á nó có trí khôn, cho nên là thành ra con người mình sống nhờ cái trí khôn là chính. Còn cái con chim á, con chim á nó sống nhờ những cái giác quan. Ví dụ như là thính giác là tai, thị giác là mắt, rồi ví dụ như là khứu giác, vị giác, nó có thể nhìn xa con người mình, nó nhìn ở bên cái rừng bên kia, nó biết có cái cây đó, có trái đó để nó ăn. Còn con người mình nhiều khi nhìn hả chừng khoảng vài chục mét thôi là nhiều khi nhìn còn không biết cái cây gì đó, vài chục mét, trăm mét thì nhìn không biết cái gì. Nhưng mà chim rất là hay, nếu mà anh em nào mà có hay đi bẫy chim chào màu hay là bẫy chim nó cũng biết. Con chim nó bay tít ở đằng xa, mình nhìn mình cũng không biết con chim gì, nhưng mà con chim trong lòng của mình á, nó nhìn là nó biết là đồng loại nó liền. Đó, hay là mình ngồi mình nghe, mình chả thấy có cái tiếng chim chào màu nào kêu, nhưng mà tự động con chim của mình nó nghe được, nó kêu là hai con nó kêu, nó lại nó đấu liền. Đó cho nên là mình cũng anh em mọi người nếu mà để ý thì cũng biết á, là thính giác hay là thị giác, nói chung là chim nó đều hơn con người mình mọi người. Đó, cho nên nó sống nhờ cái đó. Cho nên nhiều khi cái vấn đề mà chim nó phá cám á, nó là như vậy. Tại vì nhiều khi á, chim á, nó anh em mọi người đổi cám, thì nhiều khi nó ăn cái cám cũ á, nó quen rồi cái bây giờ mình đổi qua cám mới á, bắt đầu là nó cái vị giác của nó, cái vị giác và cái thị giác nó nhìn, nó thấy là nó bư lên, nó tìm những cái hạt cám cũ, tức là cái cám mà nó đã quen rồi. Có thể là mình không đổi nhưng mà mình mua ở cái người chủ trước nó đổi. Đó thì mình về nhà mình đổi qua cám mới thì thành ra con chim nó tìm lại cái mùi vị cũ. Nó bư lên nó tìm cám, những cái hạt cám mà thức ăn của nó ăn quen thuộc. Đó, nó là kiểu như vậy. Rồi còn một cái vấn đề nữa mọi người. Cũng có thể là trong cái cám mà những cái nhà sản xuất người ta làm á, thì người ta có bỏ nè, ví dụ thịt bò nè, thịt lươn nè, rồi thịt bò, thịt lươn, rồi có thể là cào cào, rồi nhiều cái chất dinh dưỡng khác á. Thì nhiều khi trong cái quá trình mọi người cũng biết rồi, cám làm ra một lạng 20-30 ngàn, đâu có thể nào mà lấy một thứ ví dụ như là lươn không làm được đó, ví dụ vậy, hay là cào cào không làm được. Nếu mà như vậy thì bán nó đâu có lời. Mà con chim nó ăn một thứ dinh dưỡng nó quá nhiều thì nó đâu có tốt cho con chim, nó cần phải nhiều thứ. Thành ra là
làm thì trong cái quá trình mà trộn xay ra thì ví dụ như nhiều khi á, mọi người cũng biết á, cái vị giác và cái thị giác con chim rất là tốt. Nhiều khi nó ăn cái hạt cám, cái nó thấy ở cái vị này là vị của thịt lương chẳng hạn, nó cảm thấy ngon. Xong rồi nó ăn một hạt khác thì nó thấy ồ, cái này nó không có lương. Nhiều khi trong cái quá trình nó con chim á, nó ăn á, nó cảm thấy nó tìm kiếm cái mùi vị mà nó thích á. Thành ra là nó sẽ gấp lên, xong rồi nó nhâm 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 cái nó dục, hoặc là nó bư. Nếu mà anh em mọi người để ý á, nhiều con nó đút cái mỏ vô nó sọc rồi đó, cám bay hết ra bên ngoài. Nó là nó đang tìm, nó tìm nó không có thấy cái mùi vị quen thuộc của nó. Và nhiều con thì nó gấp lên, nó nhâm cái nó dục, nó không ăn nữa. Cho nên là nó, nếu mà cái này á, anh em mọi người nên có thể là nếu mà nó chưa quen với cái cám của mình thì mình nuôi một thời gian, và mỗi lần nuôi á mình bỏ ít cám thôi. Và cái cống á, cái cống của mình tìm những cái cống nó có cái miệng, thì để thứ nhất á, nó có cái miệng là tránh con chim nó sọc cám lên. Và cám mà mình bỏ ít á thì con chim á nó sẽ từ từ nó quen dần với cái cám mà mình đang cho ăn, và dần dần nó sẽ đỡ đi. Nó sẽ đỡ đi, và nhiều khi cũng có một cái khoảng thời gian giống như con chim mình nuôi hồi giờ nó không phá cám, nhưng mà có cái khoảng thời gian tự nhiên nó phá trong vòng cả nửa tháng hay là một tháng hay đó, xong rồi cái nó tự hết mọi người đó. Chim nhà mình nó cũng thường xuyên có cái tình trạng này. Còn mình thì theo như mình thì mình tìm hiểu thì mình biết được hai cái nguyên nhân đó, còn có thể nhiều cái nguyên nhân khác mình chưa biết. Cho nên là mình biết được hai cái thì mình chia sẻ với mọi người hai cái. Cho nên nếu mà chim phá cám thì anh em mọi người nên tìm cái cống nó có cái miệng nhỏ nhỏ này nè, rồi mỗi lần mình đổ cám ít thôi đó. Rồi nó ăn thì từ từ, nó tránh cái trường hợp nó sóc cám á, nó gấp nó dục rồi còn đỡ nha mọi người. Nó đút cái mỏ vô nó sóc á. Nói chung cám mình mua mấy chục ngàn một lạng mà nó sóc như vậy thì cảm thấy nó phí lắm mọi người. Mà nó rớt xuống nó dính vào phân rồi mình cũng đâu có tận dụng cho chim ăn lại được đâu. Đó, cho nên cái vấn đề này anh em mọi người cứ bình tĩnh và từ từ mình cho cám ăn ít thôi. Rồi từ từ nó quen dần, ví có thể là nó nhớ cái vị cám cũ, hoặc là cái cám mà mình cho ăn á nó có những cái gọi là gì ta, những cái dinh dưỡng chắc này chắc nọ thì nó ăn nó trúng cái viên cám này ngon, và nó ăn trúng cái viên kia nó thấy không ngon đó, thì nó nhìn và nó biết và nó ăn gấp nó nhìn nó thấy không phải nữa, nó lại dục. Cho nên là cũng có thể một phần nguyên nhân là do nó cái cám nó không đều đó, hoặc là cũng có một phần nguyên nhân có thể là do nó nhớ một cái vị cám cũ. Hoặc là cũng có khi nó, mình nghĩ nha, chim nhiều khi nó cũng bị stress, nhiều khi nó cũng tưng, có ngày nó cũng tưng tửng đó mọi người, nó tưng tửng là nhiều khi vài ngày nó hết. Cho nên cái vấn đề này anh em mọi người theo dõi và tìm cách khắc phục. Nếu mà khắc phục hoài không được á thì nên đổi qua cái loại cám khác đó, theo như mình nghĩ là vậy đó. Thôi nói chung cái video này mình nãy giờ mình nói cũng khá là nhiều rồi, thôi nói chung tạm dừng tại đây đi. Còn những cái vấn đề nào nữa thì mình cứ cố gắng mỗi ngày mình sẽ giải quyết mỗi một cái vấn đề đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người.